Approximately 35% of the Earth's total land surface area is comprised of arid and semi-arid regions. The effects of climate change on our planet are unfortunately taking their toll, with now many more new places across the globe recently becoming parched, when formerly rainfall and water for daily use was plentiful. Hello, eco-friendly viewers. Welcome to Planet Earth, our loving home. On today's program, we'll introduce some crops that require little or no water to cultivate. Farming in such a manner is called dry farming. We are delighted to take you to Binh Tuan province in central O Lạc or Vietnam, to see how Olaxis or Vietnamese farmers are planting these types of drought-resistant crops in water-scarce environments. O Lạc or Vietnam is a tropical country. There are only two seasons per year, dry season and rainy season. The dry season lasts from November to May. There is very little precipitation during these months. This time period is not ideal for conventional agricultural production. However, after years of practice, the wise Olaxis or Vietnamese people have found the suitable vegetables and herbs and the right farming techniques which lead to plentiful harvests, even when there is no water to be found. The success of the farmers in Binh Tuan province demonstrates that it is possible to practice high-yield, sustainable agriculture in the many areas around the world which are facing water deficits. Let's now meet some of these able cultivators. Về mùa nắng này trồng cây đậu xanh, đậu phụng và cây đậu kem. Có ba thứ đó là vì nó có như thích nghi như về chịu hạn. Thời gian sinh trưởng thì cây đậu phụng nói chung 100 đến 115 ngày, còn cây đậu kem và cây đậu xanh thì 60 đến 65 ngày khó thu rồi. Đó, như vậy là chỗ nào mà thiếu nước thì làm được thôi. À, cô ơi, mình trồng đậu này có tưới không cô? Dạ không. Chắc chắn là mình không có tưới phải không? Không có tưới gì hết á. Bà con xung quanh đây là trồng nhiều không có? Nhiều đó, từ đây vào trong kia nhiều lắm. Mà nhà 5 sào, 2 sào, 3 sào, như nhà tôi thì làm cũng được 4 sào. Anh có thể cho biết là mình đang trồng loại cây gì? Dạ này, em trồng là cây mè đen. Cây mè đen này mình trồng có phải tưới nước không? Cái mè đen này trồng thì không phải tưới nước, mình tưới nước thì nó chết, nó không có chịu nước được. The cost of cultivating these types of drought-resistant crops is very low, and the method is also relatively easy. Chị vui lòng cho biết là chị đang trồng cái loại cây nào? Chị đang trồng rau lá anh ấy. Vậy khi mà mình trồng cây này là mình có tưới nước không? Không. Có như là không tưới nước, tưới nước mà mất công lắm, không có bón phân gì hết. Từ trong lấy ăn rồi thôi, chứ phân cũng bón mà nước cũng không tưới. Thế còn thuốc trừ sâu à? Không, không thuốc, không men gì hết. Đơn giản lắm, có nghĩa là mình cứ lấy cái cuốc ăn mà, mình cứ xới đất xuồng xuồng lên một cái, xong mình đặt cái cốc xuống mình phủ lên 15-20 phân đất rất bình thường, xong một cái là như vậy là nó bò ra một cái là như vậy không phải tưới, bởi vì đây là vùng cao nguyên đấy. Chứ ở cao nguyên thì nước hiếm lắm, thì làm gì có nước đâu. Chúng tôi trồng cái rau này rất đơn giản. Sau khi sau 7-8 tháng hết một cái là chúng tôi như vậy là được cái củ nó được ăn, mà củ rất nhiều tinh bột và rất bổ dưỡng cho sức khỏe con người đó. Anh có thể vui lòng cho biết cái cách thức chi tiết mình trồng nó từ lúc cày cho đến khi thu hoạch như thế nào? Mè thì nói chung nó đơn giản, có một cái là nó chịu hạn. Mình chỉ tốn tiền sới tắt. Rồi bắt đầu mình mới rải trên mặt đất, rồi mới cài sới lấp. Rồi bắt đầu tự nó lên. Vậy thì khi mà mình trồng cây mè mà không tưới nước ấy, thì anh thấy nó có lợi gì? Khi mình trồng cây mè không tưới nước, nó chống hạn, thì mình lợi nhiều cái đồng vốn lắm. Nó nhẹ được đồng vốn tưới, nhẹ được đồng vốn công. Rồi nó mọi mặt lắm. Thí dụ mình bằng các cái giống như lúa hoặc là dưa bắp đồ thì cái đồng vốn thí dụ mình bỏ ra cỡ khoảng chừng 15 đến 17 triệu. Còn mè mình bỏ cỡ 1 hecta thì cỡ chừng 4 triệu rưỡi đến 5 triệu là dữ lắm. Mà trong khi đó giống mè là không khi nào dưới không mấy ngàn ký hết.
Vậy thì cái chị có thể cho biết là cái quá trình mình trồng cây đỗ như thế nào? Thì mình cài lên, cài lên cho nó mũi đất, rồi bắt đầu mình thọc lỗ, mình tỉa. Mình tỉa thôi. Rồi sau 2 tháng rưỡi là mình thu hoạch. Sau 2 tháng rưỡi mình thu hoạch, không cần tới. Ừ, chị có cái biện pháp nào để mình có thể giữ ẩm cho đất này chứ? Thì mình tỉa xuống là thì cái đậu nó xè lá ra thì nó giữ ẩm, giữ ẩm đất. Cô trồng trên đất này cô có dùng phân không cô? Không có phân, tỉa đậu không có khỏi cần phân. Mình không bón lót, rồi mình cho máy lấp giống. À, rồi tự nhiên đó là cái như cái đậu nó lên chứ không phải là chờ mưa mà cũng không phải là tưới nước. À. Vậy là trồng cây này mình chủ yếu là thu hoạch chứ cũng ít tốn công lắm phải không? Dạ, ít tốn công. Dạ. Cũng mình đi thu hoạch thôi chứ con mình tỉa ra một lần rồi thôi. Và làm cỏ lần bữa rồi tới thu hoạch này, chứ không làm gì hết. Every year, Olaxese or Vietnamese farmers not only produce large amounts of nutritious food by way of dry farming, but their waterless system also greatly benefits the environment, as no fertilizers or chemicals are used. When we return, we'll have more about this practical agriculture technique. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back to Planet Earth, our loving home, here on Supreme Master Television. The dry season in Ô Lạc or Vietnam lasts approximately 6 months. During this period, it is difficult for local farmers to cultivate vegetables that are typically planted during the other half of the year due to the very hot weather and water shortages. Today's program features dry farming methods, meaning the cultivation of crops with use of little or no water. This system is practiced in Binh Thuan province, which is located in central Ô Lạc or Vietnam. Let us once again meet some of the intelligent and resourceful Ô Lạc-sese or Vietnamese farmers in this province who are harvesting bountiful crops without water. Đậu gì hả chị? Đậu quả sản. Đậu kem đó, với đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen. Mà hợp nhất là đậu có sẵn này hơn. Chị cho biết thời gian trồng đậu bao lâu mới thu hoạch được hả chị? Cỡ 60 ngày là thu hoạch được. Ừ. Năng suất như thế nào hả chị? Năng suất nếu như trúng á là một sào cũng được tạ mái á. Đậu xanh này là 50 ngày là bắt đầu là nó bắt đầu ra bông. Nha, ra bông khoảng cỡ 6-15 ngày là trái đậu nó đã chín bói rồi. Cái đó là phần đó là chín bói rồi. Còn mình cái này, cái nó mà khi nó đã chín rồi á, nếu mà anh xiên á thì anh há lật đật á, thì cũng được. Nhưng mà anh làm biến thành cứ để y vậy đó, nó chín hết luôn rồi mình há một lần. Có lợi cho nó, lợi hơn lúa, tại vì lúa là mỗi một sào á là mình có giỏ lắm chi phí này kia rồi, còn kiếm là 500-300 nghìn thôi chứ không có hơn được đâu. Nhưng mà cái anh đậu xanh này á, như chứng tỏ tôi làm bên kia là 2 sào. Nhưng mà hư hết đi là 4 thước, còn là 1 sầu 6, thu 2 tạ 4. À, thu 2 tạ 4 thì chi phí rồi là vẫn còn lời được 1 sầu 1 triệu. Làm sao được cùng thu được khoảng 3 triệu mà không đầu tư gì hết. Another benefit of dry farming is that it can significantly improve soil quality. Vậy sau khi thu hoạch mè thì mình sẽ trồng tiếp cây gì anh? Sau khi thu hoạch mè xong á thì mình lên cây lúa. Lúa xong rồi mình mới trở lên mè nữa. Đó. Vậy thì khi mà anh trồng mè giữa hai cái vụ mùa lúa thì nó có làm cho xấu đất đi không anh? Không. Nó cây mè mình trồng bất cứ đất ruộng hay là đất đồi hay là dùng rừng thì nó vẫn tốt đất như đậu thôi. Bởi vì cái lá nó rụng xuống nó xốp đất gì lắm.
đó. Chứ nó không như mấy thằng cây bắp như cây lúa đồ thì mình bằng riết thì phân mình phải cho nhiều chút. Còn thằng mè này thì lá đồ nó xốp tắt y như lá đậu, nó tốt y như đậu mình. Vậy thì mình trồng cái cây đậu kem này thì nó có làm cho đất nó xấu đi không ạ? Không, vì cây mình trồng cây đậu kem đây đất nó vẫn giữ độ đất tốt. Vì khi mình bẻ xong là mình đã cài thì cây đậu này nó nhừ ra nó sẽ tốt, nó đã làm cho mình được bột số phân nữa. Tức là tốt hơn cho đất. Vâng. Ta làm nếu mà ba vụ lúa liên tục á thì cái đó đất mới là xấu. Còn cái này là bây giờ anh làm cây đậu như thế này đó, bây giờ mấy anh cài lên một cái là cái cây đậu này, lá đậu này nó lấp hết trở xuống, nó làm cho nó làm cho cái độ ẩm nó có và là nó làm cho được một lớp phân nữa, nó nụp ra. Cái phần thứ nhất là có cái độ ẩm, phần thứ hai nữa nó làm được phân, mà phần qua phần thứ ba nữa là cái này là nó có cái làm cái độ xốp đất, cái độ đất nó tơi, nó không có cái kiểu mà đóng cục lại hoặc là nó cháy đất. What is the quality of dry farmed crops like? Cây đậu lang này cái chất lượng nó như thế nào? Chất lượng tốt chứ có chứ đâu. Còn nói về chất lượng thì sao ạ? Chất lượng thì cái đầu này họ làm bánh là nấu xôi, nấu chè họ làm đủ thứ rồi. Còn chất lượng thì sao chị? Chất lượng thì rất đạt. Given the many benefits that are associated with this style of cultivation, it is not surprising that dry farming has become more and more popular in Ô Lạc or Vietnam. Bà con cái vùng này mình trồng được nhiều không? Dạ nhiều. Bà con canh tác như thế này rồi cảm thấy có vui vẻ phấn khởi, đời sống nó khá hơn không? Dạ ngon, vui vẻ. Using their wisdom, the Olaxis or Vietnamese farmers of Binh Thuan province have successfully raised many types of vegetables with little or no water. We thank them for sharing their cultivation experiences with us. May farmers elsewhere in the world, where water is scarce, also benefit from implementing similar dry farming techniques. Thank you for your kind company on today's Planet Earth, Our Loving Home. Our show airs every Wednesday on Supreme Master Television. Up next is enlightening entertainment following noteworthy news. May all beings on our planet always have abundant food, water, and love. For more details, please visit www.suprememastertv.com/PE.